nhà không? Dạ, cô ở nhà không? Cô ở nhà không? Cô ở nhà không? Ai đó? Ai nửa đêm nửa hôm mà tới nhà tôi đây? Có chuyện gì á? Thưa ông bà, tụi tôi bị cướp trên sông, đánh giết, dạt vô đây. Ông bà cứu tụi tôi đi, cho tụi tôi trú tạm đêm nay bà đi ơi, mà. Bà ơi, lấy vỏ đồ cho tôi lẹ lên coi. Mau mẹ không mà vô 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 ngồi đi con. Dạ. Vô đây ngồi đi con. Vô đây. Ngồi đó đi. Mau lên lấy cái vỏ đồ cho tôi bà ơi. Ừ. Nè, con qua đó ngồi đi con. Lẹ bà ơi. Vỏ đồ đây ông. Đồ đâu đưa đi tôi. Nè ông. Đây rồi, để tôi rửa vết thương vô đó cái đó. Ráng chịu đau chút đi con. Xót thôi. Rồi, ráng chịu đau chút nha. Bà đưa cái khăn lẻ cho tôi băng lại coi. Nè, khăn rồi, nào. Ráng chịu đau chút nghe con. Phải cố lên. Thấy đỡ không con? Mà vô lấy nước cho tụi nó uống coi. Con ngồi đi con, không sao đâu. Dạ. Chồng con á chỉ bị thương ngoài da thôi, không có sao đâu. Thấy không? Dạ. Mất máu á thì ngày mai á nhớ là cứ ăn huyết heo với gan heo, hay là nấu canh gà ăn cũng được, vậy là nó đỡ hả? Thấy không? Cái tụi cướp xong á càng lúc càng lộng hành. Bình thường á tụi nó chỉ đòi tiền máy lộ rồi cho qua, còn bây giờ á thì động dao động kiếm. Bây giờ cô với chú á ở tạm lại đây đi, khi nào mà chú bớt bệnh á thì hẳn đi, nghe không? Dạ cảm ơn chú thím nhiều lắm. Bữa sau về lại Tây Đô tụi tôi sẽ gửi tiền cảm ơn chú thím. Bây giờ bị cướp hết rồi, không còn tiền. Ấy, cứu giúp người á là cái chuyện của Hoa nên làm. Hoa ở đâu có cần tiền đâu mà cô hai lại nói vậy. Dạ xin chú thím đừng giận, tại biết ơn chú thím nhiều quá, nhưng mà không biết cách nào đền ơn chú thím được. Thanh niên như cô cậu á bây giờ chỉ biết có tiền, còn cái tình cái nghĩa thì Chú à, năm nói như kỳ vậy hả? Nè cô chú cứ an tâm ở lại, chú uống miếng nước đi nghe không? Dạ. Nước nóng đó, tôi mới nấu đó. Chú uống dạ. đi chú. Cô cảm ơn thím. Ừ. Trời ơi, ướt hết trơn rồi nè. Cô chú đi vô trong nhà đi, tôi lấy quần áo cho thay nha. Nghe không? Đi dạ, đi. Cảm ơn đi thím. Đi vô nhà để lạnh nha. Dạ, được rồi chú. Nè, ngồi đây hóng gió ha. Chú đi ra động chút. Ở nhà có bà nhà tôi, ở nhà có gì kêu bà nghe chưa? Dạ, dạ, con cảm ơn chú. Giờ á tôi giao nhà cho hai vợ chồng coi nha. Tôi ra ngoài chợ á mua con gà về mần cơm ăn ha, chứ từ hôm qua tới giờ hai vợ chồng không có miếng cơm nào hết á, vậy hen. Dạ. Người ta nghĩ tôi với mình là hai vợ chồng mà tôi không biết nói làm sao nữa. Năm nè, một ngày vợ chồng trong ngày ân nghĩa. Tôi hối hận quá. Phải chi đêm đó tôi đưa cho tụi cướp những thứ mà chúng muốn thì mình đâu có bị thương như vậy. Mình có giận tôi chuyện tôi giấu mình buôn vàng hay không? Tôi nói rồi, tôi không có giận mình đâu. Chuyện cũng đã xảy ra như vậy rồi, biết làm sao bây giờ. Nè,
cũng giống như mình trước đây đã từng nói, tình là tình, tiền là tiền. Tôi biết tình của mình dành cho tôi. Từ nay về sau tôi sẽ không coi mình là người dưng nữa. Mình có tin tôi không? Tôi tin chứ. Ước gì tôi với mình suốt đời ở lại nơi này làm đôi vợ chồng thần tiên. Mình nè, bộ mình không thích ăn gì rồi đi xe hơi nhảy đồng nữa hay sao mà đòi ở lại chỗ này chứ? Quan sơ như vậy sao chịu được? Thì người ta chỉ mơ mộng ban ngày thôi mà. Cậu, cậu hai, con hay tin cậu nhờ người ta chuyển lời. Con hết hồn, giờ con kéo xe đến đón cậu nè. Ừ, được rồi. Anh ra đó ngồi chờ tôi đi. Tôi chờ chú thím về rồi nói với người ta lời cảm ơn rồi mới đi được. Dạ, dạ. Thôi mình vô thay đồ trả người ta rồi về. À,